Thưa quý vị, theo quy định từ đầu năm 2018, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ cao đẳng đại học không còn được hưởng chế độ trợ cấp khuyến khích trình độ như trước đây, từ 0,8 tới 1,6 mức lương cơ sở một người một tháng. Thu nhập thấp đã khiến một bộ phận không nhỏ cán bộ này xin nghỉ việc. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đầu năm 2018, khi tỉnh cắt giảm khuyến khích hỗ trợ đại học cao đẳng, mức lương của anh Nguyễn Ngọc Đức là cán bộ dân vận không chuyên trách xã Sơn Bình, huyện Châu Đức chỉ còn hơn 2 triệu đồng một tháng, không đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình với vợ và hai con nhỏ, nên mới đây anh đã nộp đơn xin nghỉ việc. Trước đây nhận được sự quan tâm của cấp trên, được tạo điều kiện khuyến khích cho các cán bộ mà có trình độ cao đẳng đại học được hưởng lương, thì lúc đó lương chúng tôi là cơ bản là được hơn 4 triệu. Và sau này thì nhà nước cắt lương, cắt cái khuyến khích đại học đó đi, thì hiện tại lương tôi còn 2 triệu. So với đồng lương đó thì không đủ nhu cầu lo cho cuộc sống gia đình với chúng tôi có con nhỏ. Thì nên hiện nay tôi từ đầu năm, cuối năm 2017 tôi đã viết đơn xin nghỉ việc. Cũng làm công tác mặt trận được 3 năm và vừa chuyển sang làm phó bí thư đoàn xã Sơn Bình hơn 1 năm. Đồng lương cán bộ không chuyên trách của chị Phạm Thị Cẩm Nhung chỉ vỏn vẹn hơn 2 triệu đồng một tháng. Với mức thu nhập này, chị không thể trang trải cuộc sống nên buộc chị phải nghỉ việc, tìm công việc mới. Đã tham gia công tác được 4 năm với vai trò là cán bộ không chuyên trách. Hiện tại thì mức lương quá thấp, không đủ để tôi trang trải cuộc sống hiện tại nên tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có những chính sách phù hợp hơn, ưu đãi hơn để cho những anh chị em ở lại có thể yên tâm công tác. Nếu như trước đây, mỗi cán bộ không chuyên trách cấp xã được hỗ trợ từ 0,8 đến 1,6 mức lương cơ sở một người một tháng, thì từ đầu năm 2018, theo chủ trương chung, tỉnh đã cắt giảm mức hỗ trợ chế độ khuyến khích trình độ cao đẳng đại học đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã. Hiện một số xã phường trên địa bàn tỉnh, nhiều cán bộ không chuyên trách đã xin nghỉ việc sau khi tỉnh cắt chế độ này. Ngoài ra, nhiều cán bộ không chuyên trách khác cũng đang rục rịch xin nghỉ việc. Cán bộ phải có cái trình độ đúng hợp, nó hợp lý với cái chức danh của từng cán bộ, nên địa phương khó khăn công tác tuyển dụng. Thứ hai là cái tuyển dụng. Còn như cán bộ tuyên giáo thì phải có bằng cấp đúng chuyên môn, đúng ngành, đúng việc. Bây giờ trước mắt thì bây giờ một phần khi mà cán bộ mà nghỉ việc thì địa phương phải làm một văn bản gửi ra bên ngành dọc về tuyển dụng, thì nếu như trong thời gian chờ để cho nghỉ việc mà tuyển dụng mới thì vấn đề địa phương cũng khó khăn, nhưng mà trước mắt thì cũng phải vận động kiêm nhiệm để gánh công việc này. Ngoài cán bộ không chuyên trách cấp xã xin nghỉ việc, thời gian qua trên địa bàn nhiều xã, tình trạng công an cấp xã cũng nộp đơn xin nghỉ việc vì thu nhập thấp. Hầu hết các đồng chí thì do điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cho nên là lên đặt vấn đề với đảng ủy, ủy ban nhân xã vì điều kiện rất là khó khăn trong cái đời sống do cái mức phụ cấp là rất thấp. Ngoài ra thì hiện nay phải nói là cũng còn một vài là công an viên đã đang có tư tưởng là muốn nghỉ, chúng tôi cũng động viên. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo sự yên tâm, gắn bó với công việc, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác ở cấp xã, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp với các sở ngành liên quan tìm biện pháp hỗ trợ cho đội ngũ này. Tuy nhiên, theo quy định của luật ngân sách, những khoản phụ cấp thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải có sự đồng ý của các bộ ngành liên quan như Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội. Hiện tỉnh cũng đang chờ ý kiến của các cấp ngành để tiếp tục thực hiện chủ trương khuyến khích hỗ trợ. Thời gian tới, để tạo động lực gắn bó của bộ phận này, rất cần một đề án sắp xếp lại bộ máy cán bộ cấp xã để những cán bộ không chuyên trách và một số chức danh khác ở cấp xã sẽ thực sự được đánh giá đúng với năng lực, vị trí công tác của mình.